Huấn hoa hồng tăng này mà có đi chạy ấy, thì con Linh nó lại bỏ, nó lại về với mình. Con Linh ấy thực sự ấy, Linh nó là, trước giờ mình không nói đâu, nhưng con Linh nó là người yêu cũ, từng cái nốt Cái ruồi gì trong các cơ bạn thể nói? nó mình nhớ, mình biết hết. Chẳng qua mình mới về mình không nói thôi, chẳng qua bây giờ biết nó sắp đi rồi mình mừng quá thì mình nói. Nó sắp đi rồi, Huấn sắp đi rồi, nó sắp lên đường rồi, sao mà ở nhà được nữa. Huấn mà đi phát Linh nó bỏ luôn, chẳng qua bây giờ nó đang vướng, đang ở ngoài đang vướng nó không bỏ được. Cái tăng mình đi ấy là con Linh này nó ở, nó một vài năm xong nó đi quay sang yêu thằng Huấn này mới cay. Chứ bây giờ cái thằng Huấn này chuẩn bị đi rồi, nó mà đi thì con Linh này về mình. Mình biết từng cái nốt ruồi trên người con Linh luôn đấy. Ok anh em nhá.